Đồ ăn nhanh Việt Nam. Nếu mà nó có hỏi thì mày cứ bảo là anh mình giới thiệu. Bốc cái bạn 20 mà mày được cầm về tận 16 triệu. Đường đường là một dân chơi, cái gì chứ tiền thì không được thiếu. Mày cứ chơi đồ hiệu thì kiểu gì chẳng có nhiều đồ ý anh nói không? Hả? Đồ ăn đường phố Việt Nam. Nhìn đi, chắc là không giảm đâu.